chiếc Win này được hơn một tháng, gần tháng thôi, chưa tới tháng nha, gần tháng rồi, mình đi cũng hơn 2.000 km rồi. Thì mình nghĩ là mình đã trải nghiệm tương đối là đầy đủ xe này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một xíu lý do tại sao mình quyết định mình chọn chiếc Win này. Một cái chiếc Santa Fe cũng là một chiếc xe mà rất là yêu thích. Mỗi chiếc xe thì nó sẽ có một cái thế mạnh riêng, nó sẽ có một cái hay riêng, mà cái quan trọng nhất là mình chọn được chiếc xe nào mà mình cảm thấy là nó phù hợp với mình nhất. Và trong cái thời điểm hiện tại của mình, cái chiếc Win nó là một chiếc xe mà mình không có chê Santa Fe hay là gì hết trên cả nhà, tại vì Santa Fe cũng là một chiếc xe mà mình yêu mến. Và năm rồi mình đã quyết định mình mua Santa Fe, nhưng mà năm nay thì mình quyết định đổi Win, thì tức là mỗi lúc thì cái tâm trạng của mình mỗi khác nhau thôi. Chiếc Win thì mọi người thấy là, như mọi người biết là cái nó rất là đẹp, đặc biệt là các bạn đi ban đêm là rất là đẹp. Thứ hai là về ghế của nó, xe cũng khá là rộng, thử nha, nói chung là thoải mái. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô trong xe đi, để mình sẽ nói những cái mà hay của chiếc Win này, những cái được và những cái chưa được so với chiếc Santa Fe, để cho mọi người có cái đánh giá chung. Một số anh em hay lăn tăn của Santa Fe và Win thì cũng nhắn tin hỏi mình là nên mua chiếc xe nào, theo bạn thì bạn nên mua xe nào, tư vấn mình, thật sự mình trả lời nhiệt tình cho anh em thôi. Với những gì mình đã trải nghiệm qua những hai chiếc xe, bây giờ mình sẽ vô trong để trải nghiệm dễ hơn đây đó qua. Rồi, chào cả nhà nha. Đó. Như quý vị thấy thì chiếc nội thất của chiếc Win này á, thì theo nhiều người nói là nó không có đẹp bằng Santa Fe. Mình thì theo mình á, thì mình lại thích cái thiết kế này. Nó đơn giản, nó đủ cho người dùng. Mình nói ví dụ như một số công nghệ nó không bằng Santa Fe nè. Ví dụ như là Santa Fe là có sửa vô lăng nè, có làm mát ghế nè, có sưởi ghế nè, có cửa sổ trời toàn cảnh nè. Đó là những cái mà chiếc Santa Fe nó có mà chiếc này không có. Ở đây thì nó cũng có những cái mà Santa Fe không có, ví dụ như mình nói cửa một chạm hết bốn cửa nè. Đây, cửa kéo một chạm hết bốn cửa thì Santa Fe nó chỉ được có cái cửa lái thôi, bốn cái kia nó không có. Màn hình giải trí thì Santa Fe màn hình ở đây nhỏ hơn, còn chiếc xe của mình thì cái màn hình nó rộng hơn. Tuy nhiên cả hai màn hình, cả Santa Fe và chiếc Lux XA này, cả hai màn hình đều hầu như là mình không sử dụng được, mình cũng phải đổi màn hình khác. Đó là mình đổi màn hình Android thì mình xài máy, và đây quý vị thấy là mình đã đổi màn hình Android rồi. Mình cũng độ thêm một số món trên xe này, ví dụ như màn hình Android, cam 360 theo xe thì nó cũng không có được nét lắm, cho nên mình cũng đã độ lên cái cam 360 khác. Mình sẽ làm một clip riêng về cái màn hình và cái cam 360 cũng như là cái cửa hít mà mình đã độ trên chiếc xe này, để mình giới thiệu cho cả nhà sau. Bây giờ mình chỉ nói là nguyên nhân tại sao mình quyết định chọn chiếc Win ở thời điểm hiện tại, và mình bán đi chiếc xe Santa Fe cũng là một chiếc xe mà mình rất là yêu mến. Như quý vị thấy rồi đó, mình nói rồi đó, tức là về công nghệ thì Santa Fe nó đầy đủ công nghệ hơn, nó hỗ trợ người hơn. Nhưng mà thật sự đối với trường thì là mình lại không sử dụng nhiều. Mình nói ví dụ như là chức năng sưởi ghế là hầu như là mình không có xài rồi. Làm mát ghế thì cái đó hay, hay là làm mát ghế khi mà trời nóng, mình lên mình ngồi, đặc biệt mình ở miền Nam thì nó hơi nóng, nó không có lạnh, nó có lạnh cũng rất ít, cho nên là chức năng sưởi ghế hầu như là không xài, mình chỉ làm mát ghế mình xài thôi. Chức năng sưởi vô lăng thì hầu như quanh năm suốt tháng trường cũng không có xài, là tại vì mình cũng không thấy, mình bọc da rồi thì các bạn không sửa vô lăng được. Nếu cái vô lăng các bạn để bình thường thì các bạn sửa được, còn các bạn bọc một cái bao da như vậy thì các bạn sẽ không sửa vô lăng được. Sửa vô lăng chút xíu nó tắt, nóng quá nó tắt. Với thứ hai là cửa sổ trời thì thi thoảng, thật sự là thi thoảng mình mới mở, tức là một năm 12 tháng mình độ rồi mình mở được chừng lần đó. Còn hầu như là mình không có mở cửa sổ trời đó, cho nên là những cái tính năng mà của chiếc Santa Fe nó hơn chiếc xe này á, thì thật sự là những cái tính năng mà trường rất ít sử dụng.
Cho nên mình cũng khi mà mình đổi qua chiếc xe này mình cũng cảm thấy nó bình thường. Ví dụ như cửa sổ trời mình cũng cần. Làm mát ghế thì nếu có thì tốt, mà cái này mình có thể đổi thêm cũng được. Làm mát ghế thì nó sẽ im hơn. Hơn nữa là cái ghế của Santa Fe thì nó hơn này luôn. Ghế Santa Fe thì ngoài cái chỉnh điện trước sau tựa lưng thì nó còn một cái là tựa cái bệ của cái chân này nữa. Đó, Santa Fe nó được thêm cái này nó cũng hay. Còn này thì nó không có cái này. Nhưng mà đổi lại thì da của ghế xe này là da nắp ba. Thì cái ghế xe này thật sự ngồi rất là êm quý vị. Ngồi rất là êm nha. Còn cái Santa Fe mình ngồi nó hơi bị cứng. Cái da thì nói chung tiền nào của nấy thôi. Này ngồi rất là êm ha. Rồi màn hình hiển thị ở đây thì mình thấy hai thằng cũng như nhau. Là không có thằng nào hơn nào hết, nó cũng vậy thôi. Đó, thì thằng này nó được cái lật cửa một chạm nè. Rồi cái hệ thống chỉnh đèn ở đây thì cũng ok. Đó, thì hay như là bên Santa Fe thì mình chỉnh đèn ở trên đây, mấy công tắc này thì giờ nó đem xuống đây thì cũng được, cũng như nhau. Này thì một số anh em nói rồi, trên cái màn hình trên vô lăng này có cái nút này nó hơi khó chịu chút thôi. Đây, cái nút này. Cái nút này nó bằng nhựa mềm cho nên là nó hơi khó chịu một chút, là nó nhiều người nói bóp không ăn, nhưng mà mình sử dụng thì mình vẫn thấy bình thường, không có gì hết, cũng ổn. Đó, cái màn hình thì theo xe đó thì chỉnh thì nó nhanh, nhưng mà nó không có được nét lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình không có sử dụng những cái khác được. Thường thì trên xe thì gia đình cũng hay coi YouTube hay là bản đồ hay này kia nọ, thì mình đổi cái Android thì nó xài nó ok hơn. Nó cũng có một cái chi tiết mà mọi người cũng hay nói, thì cái đó thật sự nó hơi bất tiện một chút, tức là máy lạnh đó quý vị. Máy lạnh nó tích hợp trên cái màn hình này. Nó tích hợp trên cái màn hình này cho nên khi mà các bạn chỉnh á thì nó hơi bị bất tiện chút. Thay như cái kia là cái nút mình bấm cái nó lên liền, còn ở đây thì mình bấm mình phải chờ thời gian đó. Ví dụ đó, mình phải chờ thời gian nè, một chút xíu đó. Ví dụ mình đang chạy xe thì nó hơi bất tiện chút, ở chỗ nào trống trống mới chỉnh được, hoặc là mình đợi chút mình mới chỉnh được, chứ không phải lúc nào mình cũng chỉnh được. Đó, đường nào trống thoải mái thì mình mới bắt đầu mình chỉnh được, còn nếu có người kế bên thì ta chỉnh cho mình thì ok, không có gì. Mà cái quan trọng nhất tại sao mà Trường quyết định chọn chiếc Win mà mình bán chiếc Santa Fe. Cái thứ nhất hiện nay là cái chiếc Win, quý vị thấy là ở thời điểm hiện tại giá xe Win đang rất là tốt, rất là tốt so với trước đây và so với giá công bố. Đây là một chiếc xe rất là tốt, khung gầm hộp số rồi máy đó, là nó là của công nghệ của BMW gì đó, đại khái là vậy. Thì nó nhiêu đó thôi là đủ tiền rồi. Cái thứ hai là cái cảm giác các bạn lái rất là đầm đầm chắc. Cái thứ hai là cách âm cực kỳ tốt, mình phải nói là Win cách âm cực kỳ tốt. Các bạn lên ngồi chiếc xe này rồi, mình ngồi cái xe Win xong rồi, mình lên mình chạy chiếc Win xong rồi, mình nhảy xuống chiếc Santa Fe mình chạy, mình cảm giác như là cái xe nó đang không có cách âm. Thật sự là Santa Fe thì đi rất là êm, nhưng mà cách âm nó hơi tệ. Các bạn nghe rất là rõ, bốn cái bánh xe nó vọng lên và cái tiếng máy từ cái khoang máy nó vọng vô trong cabin là cái tiếng nó rất là rõ. Đó, còn cái mà lợi thế nhất của VinFast đó là đầm chắc và hệ thống máy móc khung gầm đều rất là ok. Cái đó là mình không bàn cãi ha, ai cũng biết cái chuyện đó. Một số người thì nói nó lỗi lặt vặt, nhưng mà thật ra thì bữa giờ mình đi nè, quý vị thấy 2.317 cái số rồi, chưa thấy gì, cũng rất là ok ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nữa mà mình muốn đổi chiếc Santa Fe là cái thời điểm đó, thật sự là cái này cái nhược của chiếc Santa Fe mà rất là nhiều xe bị, mà do thật sự mình chịu không được thôi, còn anh em chịu được thì vẫn có thể đi bình thường. Khi các bạn đi một thời gian thì bốn cái cánh cửa này nó kêu có két rất khó chịu. Thêm cái cửa sổ trời kêu luôn, cái xe của mình nó kêu luôn, cái tắp lô luôn, cái tắp lô mỗi lần vòng cạch 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 mà mình khắc phục hoài nó hết, nó hết xong rồi nó lại kêu, nó hết xong rồi lại kêu, nó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Cái thứ hai á là cái hệ thống treo của Win này mình cảm giác nó cứng, nó cứng nhưng mà nó không có bị những cái mà thốc vô lưng á, tức là khi mà các bạn vòng một cái nó làm cái in một cái thì Win nó lại không có, nhưng mình cảm giác được nó cứng nhưng mà lại không có cái đó, hay là tại cái ghế hay cái gì mình không biết. Nhưng mà hàng Santa Fe mình đi đường vòng là mình bị cái cảm giác rất là mệt, nó bị thốc thốc vô lưng là một cái. Thứ hai là ngồi ngồi cực kỳ mệt. Thật sự là quý vị biết là Trường đi hát á, là mình đi đường xấu á,
đi đường trong phố thì rất là êm, trong phố thì Santa Fe đi là ngon lành. Nhưng mà mình đi đường xấu á, tới chỗ hát thật sự mình hát không nổi. Cái đó mình nói thiệt tình luôn với các anh em vậy. Thì anh em nào mà nếu mà mình chấp nhận được những cái đó thì Santa Fe nó vẫn là một chiếc xe rất là ok nha. Mình cũng yêu thích nó chứ không phải gì. Nhưng mà so với cái nhu cầu của mình, mình cảm thấy là mình không chấp nhận được cái đó, cho nên mình đổi thôi. Chứ thật sự mình cũng yêu thích Santa Fe. Còn Win thì mình đi thì nó đỡ mệt hơn. Thật sự là mình đi nó đỡ mệt hơn. Cái thứ hai là cách âm tốt hơn, máy khung gầm là mọi thứ nó chắc. Các bạn chạy các bạn sẽ cảm thấy nó đã lắm. Thế là mình là người chạy là nhiều. Thật sự có tài xế mình cũng chạy thì mình bị say xe đó, là tài xế chạy mình cũng say xe, cho nên thường là mình sẽ chạy nhiều hơn. Win thì mình chạy mình rất là thích đó. Thì nó chỉ có bao nhiêu cái đó thôi. Còn mọi người nói thì nó lỗi cái này, nó lỗi cái kia, thì thật sự bữa giờ mình chưa thấy. Mình cũng không biết, để thời gian nữa mình coi nó có cái lỗi gì thì mình sẽ báo với cả nhà ha. Còn trước mắt thì đó là cái nguyên do mà tại sao Trường quyết định là đổi từ Santa Fe qua Win. Đó, không cái gì khác ngoài cái chuyện là một chiếc xe chạy rất chắc tay, chạy rất là êm. Cái thứ hai là máy rất là giọt. Đặc biệt là máy rất là bốc, cái gì chạy đạp cái là dính lưng luôn. Phải nói là chạy đã lắm. Đó, cho nên mình thích cảm giác đó. Còn Santa Fe thì nó nhẹ nhàng, nó mượt mà đó, êm. Nhưng mà bị số lỗi lặt vặt đi là cách âm rồi kiểu ở đâu này cái nọ thôi. Đến đâu xe nào nó cũng có cái lỗi. Xe này thì mọi người cũng nói là nó lỗi này lỗi kia, thì Santa Fe cũng vậy. Cái quan trọng là mình tìm được một chiếc xe nào đó nó ưng ý nhất của mình và nó phù hợp nhất bản thân mình. Mình hy vọng là mọi người sẽ chọn cho mình được một chiếc xe phù hợp nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái chia sẻ của mình ở clip này. Nếu mọi người thấy hữu ích thì cho mình xin một like, comment hay là chia sẻ cho mọi người. Còn nếu mà mọi người thấy mình nó có gì sai thì góp ý thêm ha cả nhà ha. Cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều. Mình chỉ chia sẻ ở góc độ người dùng thôi nha cả nhà. Mình không phải là người của bất cứ một cái đơn vị nào hết. Santa Fe cũng là chiếc xe mình yêu thích. Mình cũng rất là quý. Nhiều người bạn bè hỏi mình xe Santa Fe tốt không? Ok, mình vẫn nói rất tốt. Nó vẫn có cái những cái mà chiếc Win không có được. Ngược lại, Win nó cũng có những cái mà Santa Fe làm được. Cái quan trọng là mọi người chọn được cho mình một chiếc xe phù hợp với mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin cảm ơn và xin gặp lại.